nên để luôn để về ngâm chân cho mẹ tôi, cho mẹ tôi. Chuyện gì thì cậu nói với tôi về tôi nói với cậu. Thế thì chúng ta cho vào đi viện để khám không cô? Ôi, có mẹ được, không? Được, được, được. Đây anh ba mẹ. Ăn mãi. Kể cái gì anh nói tôi đều không tin. Anh Ban làm gì đấy? Tôi đang nấu nước để pha mì tôm cô ạ. Anh Ban ơi. Ơi. Anh nấu thêm quả trứng vào cho cô nữa, ăn cho cô ấy khỏe. Rồi thì tôi chỉ tôi nấu quả trứng vào. Vâng. Không biết mẹ mình làm gì mà bây giờ vẫn chưa thấy dậy nhỉ. Cô dưới đây. Dạ. Nhờ cô vào xem giúp xem mẹ tôi làm gì hay là như nào mà bây giờ vẫn chưa thấy dậy. Vâng, thế để tôi vào hỏi thăm cô xem làm sao không ạ. Cô ơi, thế hôm nay cô cảm thấy trong người thế nào rồi ạ? Chân cô còn đau nữa không ạ? Chân tôi như thế nào đau quá cô. Hình như là bị bong gân thì sao mà đau quá cô. Để cháu xem cho là chỗ này có vẻ bị sưng rồi cô ạ. Tôi thấy đau ở chỗ này này, đau quá cô ạ. Cái này liệu có phải đi viện để khám không cô? Thôi chắc ở nhà một vài hôm nữa thì nó cũng đỡ dần, nó có khỏi rồi cô ạ. Cũng có vẻ đau đấy cô ạ. Mà anh Ban cũng đang nấu bữa sáng cho cô rồi. Tí nữa cô ăn xong thì cô cũng nghỉ ngơi đây để cháu đi vào trong rừng cháu hái ít lá để nấu nước cho cô ngâm chân nhá. Cảm ơn cô nhá. Không có gì đâu ạ. Con ơi, xong con chưa? Đây xong rồi cô ạ. Rồi rồi. Mẹ ơi, mẹ đỡ nhiều chứ mẹ? Hôm nay mẹ thấy đau quá con ạ. Mẹ còn nấu cho mẹ mì tôm trứng như mẹ ăn đi cho có lại sức mẹ nhé. Để cô ăn đi cô. Mẹ thấy chân đỡ nhiều hơn chưa? Có phải đưa đi bác sĩ khám không thì hôm nay con đưa đi. Mẹ lúc nãy mẹ vừa nói với con chân rồi. Thì thôi mẹ đau thì lần mà mẹ nghỉ ngơi vài hôm nữa khỏe lại thôi. Vâng. Mẹ cứ ăn đi nhá. Thế để con ra con bắt giúp cô lên cái đường nước để hôm nào có thời gian thì con mang cá về thả. Vâng. Như vậy cô ăn đi để cháu ra giúp anh Ba một tay thôi nhá. Ăn xong rồi cô nghỉ ngơi cho nó khỏe nhá. Cô đấy chắc giờ vào quan tâm mình đấy chứ chắc gì quan tâm mình thật, chỉ có con trai mình muốn quan tâm mình thôi. Suốt ngày thấy gói mì tôm rồi mình cứ giở vờ đau mấy hôm mình đỡ phải đi làm. Mì tôm mà ăn uống nhạt hết cả mồm này, ăn chả muốn ăn thế nào.
đây để tôi bác đi cây. Lối khúc này là xong rồi các bạn. Tương đối ổn đấy cô ạ. Này chắc phải 1-2 tiếng là đầy thôi nhỉ? Cái này lúc nào đã đầy cơ.
Anh xem cái đường ống để đoạn nó chảy tràn ấy. Rồi rồi. Để làm đi. May quá có con trai mình đồng làm đó. Cho chứ không còn lâu lại làm được. Mà lại còn cười đùa với nhau nữa. Mình còn lâu lại cho đến với nhau. Tôi với anh lên rừng lấy ít lá để về nấu chân cho cô đi. Ở nhà nghỉ ngơi đi nhá, để cháu mẹ anh Ban tranh thủ đi lấy ít lá về đắp chân với cả cho cô lông chân nhá. Thế đấy có sao không cô? Cũng ở bên kia đồi thôi ạ. Thế thì không phải cho cô quá nhỉ? Không có gì đâu cô ạ. Việc cô bây giờ cứ chịu khó là nghỉ ngơi để cho nó nhanh khỏe thôi ạ. Thôi cháu đi đây cô ạ. Cảm ơn cô nhá. Vâng. Đi thôi. Tôi cảm ơn cô. Nay cô ta lại lên rừng, chắc là hái lá thuốc cho mình xong thì lại lấy rau dại ở trên rừng như măng rừng về cho mình ăn thôi. Mình phải nghĩ cách là làm gì ăn ngon ngon tí. Cô nghĩ chân mẹ anh đau thì cũng lên đắp lá thuốc và nó cũng sẽ nhanh khỏi thôi. Cô nghĩ như vậy đấy cô. Rồi nên chúng ta vào đây để tìm kiếm xem có lá đấy không nhé. Ừ, đi. Tôi không biết nhiều về những cái thuốc để chữa các bệnh đâu cô. Vâng, tôi biết một số thôi. Bây giờ tốt rồi. Ăn mãi măng rừng với trứng gà cũng thấy chán. Mình muốn ăn cái gì ngon ngon thì lại không có tiền. Hay là cô đấy có mấy con gà mình bắt lên một con về mình cứ bảo là con gà nó ngã xuống giếng này, cô đấy cũng tin mình thôi, chả có vấn đề gì xảy ra đâu. Chí, ở gà nó đâu hết rồi nhỉ? Thôi mình cho nó 5 con gạo vào đây bắt cho dễ. Rồi có mấy con gà nó đang ở đây rồi, mình lấy chút gạo cho họ ăn. Thì mình lấy từng này thôi cũng đủ.
chỗ này cây đổ nhiều quá cô Duyên ạ. Vâng, tôi thấy không hơi cây đổ là cây đổ ấy. Đây rồi anh Ban ơi. À, thế là cây này hả cô? Vâng, đây. Đây là cây này đấy. Đây, cây này là cây thụ diệp anh ạ. Có tác dụng là mà giảm đau, giảm sưng rất là tốt. Và mình dùng thì để ngâm chân. À. Đây, những cái lốt sần ở trên thân nó này nó mới thể hiện cái sự lâu năm của nó. Thì nó sẽ tốt hơn. Nhận là cô Duyên cũng biết rất nhiều các loại thuốc ở để chữa đau chân trong cơ thể của mình nhiều cái nó khác nữa cô nhỉ. Vâng, tôi cũng biết qua một số cái cây nó đặc trưng để chữa những cái bệnh thường gặp thôi anh ạ. Chúng ta nên để luôn để về ngâm chân cho mẹ tôi, cho mẹ tôi nhanh khỏi để mẹ tôi đi lại được cô nhé. Vâng. Cái cây này mình bẻ bằng tay được anh ạ. Vì cái thân nó rất là mềm. Như này mà mẹ tôi biết cô Duyên đã tìm được phương thuốc để chữa cho chân của mẹ tôi nhanh khỏi thì mẹ tôi rất là cảm ơn cô nhiều lắm đấy. Không có gì đâu anh ạ. Cái này những người không biết thì họ mới thấy lâu khỏi chân thôi. Còn như tôi thì tôi cũng có biết một chút ấy. Nên là sẽ chữa được. Hình như cây này tôi thấy là cũng khá hiếm ở trong cánh rừng này cô nhỉ? Vâng, cây này nó cũng ít lắm anh ạ. Gặp được những cái cây lâu năm như này thì cũng hiếm. Ở kia hình như có một cái cây nó giống cây này, nó không biết có phải cây thuốc này không cô? Đâu để tôi xem này. Đâu anh Ban? Đây, tôi nhìn thấy ở đằng này. Ở đây rồi. Có phải không cô? Đúng là cây này nhưng mà có vẻ là cái dấu phần của nó lại ít hơn. Đây chủ yếu cái phần mà có lốt sần này này, nó sẽ rất là tốt. Thế là bây giờ tôi mới biết đấy. Vâng. Tôi cảm thấy là từ lúc mà tôi được ở nhờ nhà cô Duyên và được cô Duyên chỉ cho rất nhiều những cái bài thuốc cây để chữa được các bệnh ở trong người. Nên là tôi thấy là có nhiều kinh nghiệm rồi đấy cô Duyên ạ. Vâng. Đây cũng chỉ là những gì mình học được thôi anh ạ. Cảm ơn cô Duyên đã chỉ cho tôi nhiều bài thuốc về lá cây nhé cô nhé. Thầy bây giờ tôi nói vậy. Tôi nghĩ lần này chắc là cũng đủ rồi đấy anh Ban ạ. À. Để mình phải chặt thêm một hai loại cây khác nữa. Rồi, thế thì chúng ta đi tìm thôi. Vâng. Để tôi đèo cho. Bông hoa ở rừng này đẹp quá. Mình tặng cô ấy, chắc cô ấy rất là thích đây. Đẹp quá. Hoa thơm quá. Như này chắc cô ấy cũng rất thích ấy. Mình tặng cô ấy thử xem. Cô Duyên đây gọi tôi với. Có chuyện gì thế anh Ban ơi? Có chuyện gì vậy? Không, chả có chuyện gì. Cô nhìn bên bờ suối có cái cây gì đẹp quá kìa. Đâu, sao tao không nhìn thấy? Ô, anh định làm cái gì vậy? Tôi vừa đi ngang qua đằng sau tôi thấy có bông hoa đẹp quá, nên tôi hái để tặng cho cô. Cô có thích hoa này không? Anh làm này tôi thấy ngại quá. Hoa thì đẹp thật. Hoa đẹp là tôi vui rồi. Cô thích hoa đẹp như này thì để tôi cài lên cho cô nhé. Cô cài hoa nhìn xinh lắm. Vâng, thế cũng được. Thế thôi, đi chúng ta đi tiếp thôi. Đi.
đi cẩn thận đấy nhá. Vâng, tôi cũng đi quen rồi, anh đi cẩn thận nào. Cái cầu này không biết là ai làm mà kỳ xảo quá cô nhỉ. Vâng, mọi người làm để bắc qua suối đi cho nó dễ dàng đấy anh ạ. À đây rồi anh Ban ơi, cây sẻ ba, nó kết hợp với cả cái cây thụ diệp này nó sẽ thành một bài thuốc ấy. À, thế là cây này hả cô? Vâng. Tôi không phải hạ đâu, anh cứ để tôi bẻ một ít thôi. Bởi vì cái cây này cũng không cần phải số lượng nhiều dùng chung với cây thụ diệp đấy đâu. Cây này để tôi đeo, cô cứ để ở đây nhá. Vâng. Tôi đỡ phải hạ. Cô chắc chỉ cần như vậy thôi anh ạ. Thế đủ chưa cô? Rồi được rồi, thế chúng ta đi thôi. Đây cùng cả với cây thông đất này nữa này. À. Đây anh ạ. À, thì ra là cây này à cô? Vâng. Cây này thì tôi cũng biết đấy, nhưng mà tôi cũng không biết là tác dụng của nó là chữa được bệnh, những cái bệnh lý đâu. Vâng, thế anh nhổ đi. Cây này ra hoa nữa rồi, đây này anh Ba này. Này đã gần đủ chưa cô? Ừ, tôi nghĩ là chắc là cũng đủ rồi đấy. Thế thì chúng ta cho vào rồi để chúng ta về để nấu thuốc đi. Vâng, đi. Ở với cô Dương nhiều thì tôi lại học được rất nhiều bài thuốc hay cô. Vâng, cái này thì mình cũng nên biết anh ạ, để mà phòng trừ những lúc mình gặp những chấn thương không đáng có. Đây lại có vài hạt mưa ở đây rồi. Không biết Duyên có nhà không? Đúng rồi, cực nắng rồi. Duyên đây lại đang có lý đồ để mà ăn thịt gà nhà Duyên hay sao đây, đang đuổi gà.
để tí nữa về mình sẽ nói với cả Duyên. Thế nào mà thèm bớt thịt gà mà bắt mãi trả được, cái gà trên rừng này nó côn thật đấy. Tung gạo rõ ngon thôi mà ăn thì không ra mà ăn thì cứ ra bò suối để làm gì vậy? Thôi, mình phải vào đây để ngăn cản cái kế hoạch của bà ta mới được. Thế anh này đến đây để làm gì đấy? Tôi chào cô, thì tôi hôm nay đến đây để gặp Duyên có một chút việc. Cô Duyên cô đi thu hoạch rồi, cậu đến đây tìm cô có việc gì? Là tôi đến đây để tôi có chuyện cần nói với Duyên. Cần nói bây giờ cô đi thu hoạch rồi, cô bảo không cho ai vào nhà thì mời cậu ra cho tôi. Bà không có quyền gì đuổi tôi ở đây cả. Cô ấy đã dặn tôi rồi là cậu đến là không cho vào nhà thì bây giờ mời cậu ra cổng cho tôi. Tôi không vào, tôi vào đây đấy. Mời cậu ra cho tôi. Tôi vào đây mà. Rồi, cậu đi về đi. Cô có chuyện gì cậu nói với tôi, tôi về tôi nói với cô đấy. Bà bỏ tay tôi ra. Cậu làm gì tôi đấy? Tôi tướng hỏi như này là mà cậu làm gì tôi đấy? Tôi nói cho bà biết tôi đến đây để gặp Duyên chứ không phải tôi phải đến đây để gặp bà. Nhưng mà cô Duyên cô đã bảo tôi rồi, cậu đến đây không cho cậu vào nhà. Cậu mời cậu ra cho tôi. Tôi không ra. Không ra, cuộc đoạn cô đấy về cô ấy sẽ trừng trị cậu. Ê thôi thôi. Tôi nói cho bà biết nha, tôi hôm nay phải đến đây đích thân gặp được cô ấy, sau đó thì tôi sẽ đi. Cậu đi ra ngoài cậu đợi, cô không được ở vào trong nhà cô đấy. Tôi cứ đợi ở đây thử xem bà làm gì được tôi nào. Cô không cho vào. Cô đã dặn tôi rồi, tôi không cho vào, mời cậu ra cho tôi. Tôi không ra đấy. Bà biết đi, mẹ con nhà bà ấy chỉ có đến nhà Duyên này là cái người ăn nhờ ở đậu thôi. Tôi nói cho bà biết thế, nên là bà không có quyền gì đuổi tôi ra đây khỏi đây cả. Tôi nói cho anh biết nhá, anh cũng chỉ là cái người chồng phản bội của cô đấy thôi. Tôi như thế nào ấy là việc cá nhân của chúng tôi, còn bà không có quyền gì để mà tham gia cho tôi cả. Anh chỉ có là cái người chồng phản bội của cô đấy thôi thì anh mời anh ra. Tôi không ra. Anh không có quyền gì cả, mời anh dính líu với cô đấy nữa cả. Thế bà có quyền gì ở đây à? Biết nhá, tôi đến đây là được sự đồng ý của cô Duyên. Là cô ấy cho tôi ở đây rồi, là cô ấy bảo là nếu như mà có ai đến đây là được sự đồng ý của tôi thì mới được vào nhà, còn không được sự đồng ý của tôi thì mời anh ra cho. Bà nói dễ nghe nhở, tôi không bao giờ tin. Tôi nói cho bà biết ý, lúc mà tôi đến đây ý, thì bà định lùa gà vào trong nhà để bắt gà cô ấy chứ gì. Ai bảo anh thế, tôi cho gà ăn, gà nó đói tôi cho nó ăn. À thì gà đói cho ăn mà bà lại tung gạo vào trong nhà đấy à? Thế tại sao sân nó rộng đây, sao bà không tung gạo ra cho gà ăn đi mà phải tung vào trong nhà là thế nào? Ai bảo anh thế? Ai nhìn thấy để bảo anh thế? Tôi biết ngay cái ý đồ của bà nó như thế nào rồi. Tôi không không bắt trộm của cô gà của cô đấy, mà tôi cho nó gà nó ăn, gà nó đói tôi cho nó ăn. Cái này tí nữa tôi về tôi sẽ nói cho cô Duyên biết. Được rồi, anh về nói đi xem cô tin anh hay tin tôi. Được rồi, bà cứ ở đây thử xem như thế nào. Mời anh ra cho. Tôi không ra. Mời anh ra ngoài cho tôi. Chưa được sự đồng ý của cô Duyên, mời anh ra ngoài cho tôi. Tôi không ra, bà làm gì được tôi nào. Anh ra ngay ngoài cho tôi. Tôi không bao giờ thế này cả. Mời cậu đi về đi. Tôi không về. Mời cậu đi cho tôi. Tôi nói cho bà biết nhé, tôi hôm nay đến đây thì tôi chỉ để gặp Duyên thôi. Này, anh Du. Anh định làm gì đấy? Anh vào đây làm gì? Anh định làm gì về tôi đấy? Tôi nói hai người lại đi đâu về đây? Tôi đi đâu về việc của chúng tôi, anh quan tâm làm gì? Thì anh đến đây làm gì? Tôi đến đây đấy, thì tôi cũng muốn nói chuyện riêng với cô một chút, sau đó thì tôi sẽ đi luôn. Tôi với anh làm gì có chuyện gì để nói nữa. Chân cô đau, cô có vào trong nhà nghỉ ngơi đi ạ. Đây là chuyện riêng của bọn cháu thì để cháu nói chuyện giải quyết ạ. Chân cô ấy làm gì đâu? Chân bà đấy, vừa nãy tôi đến đây là tôi thấy bà ấy đuổi gà nhà cô, chắc lại có ý đồ là trộm là thịt gà cho cô đấy. Anh đừng có ăn nói đặt đèo với cô ấy nhá, chân cô ấy đau ấy. Tối hôm qua ăn giờ đây này, tôi bây giờ đi lấy tá thuốc về đắp cho cô ấy đây. Kệ anh ạ, con đừng đi vào đi. Bà giả vờ tốt nhờ. Anh đừng có nói chuyện với người lớn như thế. Tôi nói cho cô biết, vừa nãy tôi có đến đây thì tôi có nhìn thấy cô ấy là đang đuổi gà. Không tin là cô vào trong nhà xem. Vẫn còn gạo ở trong nhà. Anh nói gì giờ này, tôi không tin anh đâu. Cô ấy đau chân mắt tôi chứng kiến được mà anh lại nói như vậy được. Anh có chuyện gì nói với tôi thì anh cứ nói đi. Thì thực sự ra thì tôi cũng muốn đến đây để nói chuyện với cô một chút việc. Thì
hôm nay thì tôi sẽ đến đây chỉ gặp cùng lần cuối cùng với cô thôi, còn tôi sẽ đi làm ăn xa. Anh đi làm ăn xa thì có liên quan đến tôi mà anh phải báo với tôi làm gì? Đấy thì tôi cũng chỉ nói chuyện như thế cho cô biết thôi. Còn việc anh ấy, anh nói như vậy với cô ấy là tôi nghĩ là không nên đâu. Bởi vì cô ấy đau chân, cô ấy vì tôi ấy đi thu hoạch cùng tôi, ngã ở suối kia kìa. Tôi là người được chứng kiến nên là anh đừng có đặt điều là cô ấy không đau chân nhá. Tôi lúc nãy tôi có đến đây thì tôi cũng có nhìn thấy cô đang dồn gà vào trong nhà, là cô cũng đang có ý đồ là gà. Anh á, đừng có nghĩ cái ý đồ trong đầu của anh để mà đặt điều sang cho người khác. Ý thì nghĩ của anh tôi nghĩ chưa chắc có đã là thật lòng đâu. Mẹ tôi là người rất là tốt, mới hay là không bao giờ mà làm những cái hành động như vậy đâu. Chắc là anh ghét mẹ con tôi ở đây với cô Duyên, thì anh có cái thái độ và anh nghĩ xấu mẹ con tôi thôi. Tôi nghĩ là không bao giờ mẹ tôi làm những cái chuyện như thế đâu. Tôi nói cho anh biết này, tôi đã nhìn thấy hết, chứng kiến hết các mọi việc rồi. Còn đấy, anh cũng nói với em là như vậy thôi. Còn đấy, em tin hay không ấy thì sau này thì em tự hiểu thôi. Tôi thì không tin anh từ lâu rồi, nên là bất kể cái gì anh nói tôi đều không tin. Thôi anh Ban ạ, anh cũng thông cảm nhá. Anh ta là con người như vậy rồi ấy, anh nói đặt điều như thế thì tôi cũng không tin anh ta đâu. Thôi bây giờ chúng ta cũng chỉ tập trung vào để chữa trị chân cho cô ấy thôi. Đấy, bây giờ tôi nói với cả cô là như vậy. Nếu cô không tin đấy là tùy cô. Còn bây giờ tôi phải đi làm anh ta đây. Thôi cứ kệ anh ta, đi mình đi vào đi. Không biết là cô Duyên có tin lời anh ta nói không. Những cái chuyện mình làm ra thì mình không biết được là cô có tin không. Thôi chứ mà kệ anh ta, anh ta nói gì mình không phải tin đâu. Bảo kiểm tra xem chân cô ấy đỡ chưa? Ê, ê, đó là biết tại sao bây giờ Duyên lại khác với mình như vậy. Không hiểu tại sao nữa. Mà mình cũng không biết là tại sao mà hai người đã tốt đẹp gì mà cô ấy vẫn cứ thích cậu ta là thế nào. Mẹ ơi, chân mẹ đỡ chưa? Chân mẹ ôi đau quá, sưng hết chỗ này. Thế anh ta có làm gì mẹ không? Không, anh ta không làm gì đâu, mà anh ta cứ đuổi mẹ con mình, mẹ con mình là người lờ nhờ. Cô ơi, thôi cô cứ mặc kệ anh ta đi. Mà sao cô đi ra ngoài đấy tiếp anh ta để làm gì? Chân cô đang đau mà. Cô cháu bảo cô ở nhà cứ nghỉ ngơi đi. Anh ta cứ đòi vào, anh ta cứ ngộ phá phách để chạy ra. Là cháu mới anh Ban về kịp đấy ạ, không không biết anh ta sẽ làm gì với cô đâu ạ. Đấy may là có hai người về kịp thời chứ không thì tôi chẳng biết xử lý anh ta như thế nào. Anh ta thật là con người thật là quá đáng cô ạ. Mẹ ơi, mẹ không phải lo lắng nữa, thằng nào anh ta cũng đi khỏi đây rồi, mẹ không phải lo nhiều. Hôm nay con với cô Duyên đã đi lấy thuốc để đắp chân cho mẹ đây rồi, và ngâm chân đây rồi thì mẹ cứ yên tâm. Thì bây giờ con xuống con nấu và con dã để con đắp thuốc cho mẹ ngay khỏi chân nhé. Thế cô cũng mỏi đau chân thì cô cứ nghỉ ngơi đi ạ. Mà sao gạo nó cứ rắc ra khắp nhà thế này hả cô? Cô lúc nãy gà nó có vào nhà nó quấy, thế là tôi đi múc gạo cho nó ăn, thế là tôi đau chân, thế là tôi mới đi, tôi bị vấp, thế là nó mới tung ra. Vâng. Lúc là tôi đang đi dồn gà ra ngoài, thế anh Sung đến thì anh nghe tưởng là tôi bắt gà của cô. Thế ạ? Anh ta đúng là người cũng không biết là sự việc gì mà đã dám kết tội cho cô như vậy. Đúng là người ăn nói đặt điều quá. Thôi cô cứ mặc kệ anh ta đi ạ. Cô cứ nghỉ ngơi cho chân nó khỏe đi. Còn anh ta nói gì giờ cháu cũng không tin đâu. Tôi cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Vâng, cháu cũng tin tưởng cô mà. Còn anh Sung thì từ trước đến giờ bây giờ lời anh ta nói không bao giờ là sự thật đâu cô ạ. Cháu không tin đâu. Thế bây giờ cô cứ làm nghỉ đi để cháu xuống kia nấu thuốc cùng với anh Ban để cho cô ngâm chân nhé. Cảm ơn cô nhé. Rồi, cô nằm xuống nghỉ đi ạ. Mệt quá. Tự dưng anh Sung ở đâu lại xuất hiện ra đây làm vỡ hết kế hoạch của mình. Mệt quá, cô ta lại tin tưởng mình, nếu không thì chuyện vỡ lở ra thì mình ăn biết là nói nào được với cô đấy. Đâu mấy hôm nữa để bắt được gà để thịt để ăn. Cô Duyên nhỉ? Cái
ao nước của chúng ta làm ở hiện tại bây giờ nó khá đầy. Từ lúc sáng mình đi ấy thuốc nên đầy luôn. Vâng, cũng may là anh đặt cái đường ống đấy nó cũng chạy liên tục. Thế anh Ban định đoạn sẽ thả cá gì ở ao đấy? Tôi đang tính hôm nào là tôi với cô đi xuống suối ấy, để bắt ít cá rô phi về để thả ao cô ạ. Bởi vì cá ở dưới suối thì cá tự nhiên họ mình tính là rất là khỏe, cá rất là đảm bảo về sạch sẽ. Tôi thích cá, thả cá ở đấy. Vâng. Thế anh đưa cho tôi giúp cái rổ thuốc đây để tôi cho vào ấy. Nấu cái nước lá này khoảng bao lâu thì chúng ta có thể sử dụng được cô? Mình nấu cứ để sôi khoảng 15 đến 20 phút thì là mình sẽ dùng được anh ạ. Lúc đấy thuốc nó sẽ ngấm ra nước và mình ngâm chân nó sẽ có tác dụng hơn. Vâng. Mình mới bị có thế thôi mà cô ra vừa tốt bụng để tiếp cận mình để lấy lòng con trai mình đây. Mình còn lâu đã để cho con trai mình đến với cô Duyên sống với hoàn cảnh khó khăn đến thế này. Đây lửa cũng đã cháy to rồi thì anh ở đây trông lửa nhé. Tôi đi đến cái chậu giữa đổ ra để cho cô đi chân. Tôi đi nhé. Có phải pha thêm nước không cô? Thôi anh ạ, cứ để nguyên nước cốt này thì nó sẽ tốt hơn. Vậy tôi bê lên cho cô nhé. Rồi, cô giúp tôi nhé. Thế cô ơi, nước cốt được rồi ạ. Thế cô cho chân vào đây ngâm đi. Ôi, đau quá. Vâng. Đây, cô cho vào đây. Hơi nóng nhưng thôi cô cứ cố gắng ạ cô ạ. Đây cháu thấy chỗ này nó tím tím này, để cháu đắp vào cho nó chườm cho nó tan tím đấy, tan bầm đấy. Mẹ ơi, mẹ thấy nó có đỡ và thấy thoải mái hơn chút nào không ạ? Mẹ vẫn thấy nó như thế, chưa thấy đỡ được ít nào ạ. Cái này phải chườm một thời gian nó mới có tác dụng cô ạ. Bây giờ vẫn mới nên là cũng chưa giảm được nhanh như thế đâu ạ. Cô ấy nói đúng rồi mẹ. Cái này phải có thời gian nó ngấm vào thì nó mới nhanh khỏi mẹ. Okay. Mẹ cố gắng một chút thời gian đấy nhá. Ok, mẹ có. Cô Duyên ơi, cứ để cho tôi ngâm cho cô làm cái gì thì cứ đi làm đi. Cô ngâm cho chồng. Vâng ạ. Thế cô ngồi đây để đây nhá. Để cháu đi quét cái nhà đã. Ừ, mẹ cứ ngồi ngâm chân đấy nhá. Để con ra con làm xem có việc gì làm giúp cô Duyên nhá. Ôi, ngâm như cả nghĩa mình có đầu quay đâu mà ngâm nóng hết cả chân. Cô Duyên ạ, à, tôi thấy nó cũng biến chuyển hơn rồi đấy. Vâng, cô cứ ngâm thêm một lúc nữa là cũng sẽ nhẹ nhàng hơn nữa cơ cô ạ. Vâng, tôi cố ngâm. Mình thấy nó đỡ hơn rồi đấy. Vâng. Cô cứ ngâm hôm nay và buổi sáng mai nữa là cháu nghĩ là sẽ khỏi thôi cô ạ. Thế là thì tôi cố gắng để cô cho nó khỏi thì tôi làm việc giúp đỡ cô. Chứ không thì tôi như thế này mãi tội ngại quá. Thôi cô ạ, công việc của cô là cứ ngâm chân để cho nó khỏi thôi. Còn khi nào cô khỏi giúp được cháu việc gì thì giúp ạ, không phải ngại đâu. Đúng rồi, không ngại quá. Không sao đâu ạ.
cũng hy vọng là cái lá thuốc hôm nay ấy, và sáng mai cô Hồng sẽ ngâm tiếp thì chân của cô ấy sẽ đỡ anh ạ. Tôi cũng nghĩ là như vậy đấy. Cảm ơn cô nhiều nhé. Không có gì đâu anh ạ. Đây của tôi còn lâu mới khỏi. Đó, mệt luôn, ngò mãi.